Tao cũng mình đang nói ra. Sau khi sạch xong, tôi sẽ tiếp tục đi làm việc. Như này, như tôi sẽ hoàn thành lần sau hai phần ba công việc của mình. Và tiếp tục công việc, tôi sẽ vâng. Tiếp tục công việc, tôi sẽ xếp mền mộng lại. Bây giờ tiếp tục xong tiếp tục công việc, chúng ta sẽ làm ta sẽ kiểm tra các việc làm. Mà có được những việc làm ổn định, công việc lương cao và tốt thì chúng ta nên thực hiện những hành vi sau đây. Bây giờ thì trưa nó nắng quá, tôi vẫn chưa biết làm gì, mà bên đó thì lại có chú bố nên tôi không có cặp cảnh xin nhờ. Tôi sẽ học bài. Chương trình cơ bản của lớp 10 để tôi kiểm tra thử mệnh đề và tổng hợp. Kiểu thì tôi xin tư vấn là cuốn sách năm lớp 10 này là do những người đó sách trường, tôi cũng không biết có qua cái gì, tôi chỉ biết coi tính từng bản thân mình. Bây giờ tôi sẽ đồ lại. Đây là đồ của chú ba. Cách xếp ố này, ố có rất nhiều cách xếp, ví dụ chẳng hạn như xếp theo kiểu này. Vâng, ném
mà cuộc động mà muốn xét theo kiểu nguyên tắc thực lương thì mình sẽ theo kiểu này. Khi trên đầu này khi mà có quỳ bà không bà dùng theo tôi tưởng là tôi lật cái cổ thì mà cho nó sẽ sợ cái này mà có như vậy họ ngủ khó là ngủ tiếp theo tôi sẽ có cách xếp cho kiểu bình thường về cái kiểu mà xếp theo cũng bình thường trên chỗ thì tôi không có chỉ bật gì hết, chỉ là đây tôi cho hai mấy cụm tương tự như vậy thôi. Đây thì sẽ hiểu không? Vâng, nếu bên này sẽ xuống bàn đúng là như vậy. Vâng, theo bên này như thế nào? Quy tắc của giáo dục khác nhau chỗ điểm nào? Ví dụ là một cái xét là rất là thượng lưu, một cái xét là gì đó, vâng, còn cho là một là cái này, vâng, cái này thì nó rất là, vâng, anh ba tôi còn một bài tôi một cái xét là xét kiểu hài hòa, vâng, rồi đây. Về cái cuốn sách này thì tôi không phải kiểu nào, nhưng tôi bình chọn một cách xếp kiểu thượng lưu rồi đấy nhé. Tôi sẽ một lần xếp kiểu thượng lưu này. Vì sao cái xếp kiểu thượng lưu đấy nhé? Vì nó đúng vậy mình thường là chúng ta tùy tự đưa này tôi phù hợp với những người thủ ưa ấy
xuất ra chúng ta không cái này mình cho mấy cụ làm bao xét kiểu như này. Đầu tiên nếu xét kiểu thượng lưu bạn nó nè, xét kiểu thượng lưu nữa thì sẽ là xét kiểu như vậy. Đó là về cái xét buồn của sếp. Tiếp tục. Mọi người hôm nay
chúng ta đã đi được nửa chặng đường ngày hôm nay. Vì sách giáo khoa thì tôi đã nói là rất là khó. Tiếp theo là tôi sẽ các bạn ở đây chứ cái lỡ mau chứ. Vì sao lại như vậy? Để cho cái ô phiếu này đây sẽ có một việc cao hơn. Vì sao lại như vậy? Để cho xem là nó sẽ đạt được không? Từ hộ có đơn giản. Vâng, tiếp theo nữa thì tôi vẫn chưa biết nghĩ gì để làm cho các bạn.
tập cái đi kiếm chị đó để quay. Nói về quay thì con chó nha toàn rất là lì chắc rồi đó. Tôi định tắm cho nó nhưng mà vì lý do hồi trưa là tôi tắm rồi. Để tôi nghĩ mệt xíu. Vâng, đây, chúng ta đang ngủ. Nếu mà về các cách tôi đây, sách vở nãy tôi đã reset ở ấy này. Và đây là sách vở nãy tôi đã xếp và bàn. Lâu thì cũng sạch. Hơi bị sạch gì. Thì người tôi không sạch thế nào. Nhưng mà coi là được tôi thấy tưởng. Tôi đóng được quay video này 7 phút nữa. Nghỉ xíu. Làm nít này. Trời, trưa tôi tắm cho. Ngày tôi tắm cho sẽ quy định tôi sẽ tắm lâu. Vào buổi trưa để làm gì, để tôi sẽ dịch giác vì cá tôi rất là nhiều giác. Vì hồi xưa ở chỗ cũ của nó là có rất là nhiều giác vì họ không chăm sóc rồi ấy là nhiều hơn. Và để tiếp tục làm việc nó thì tôi sẽ uống một ly nước. Nước quá. Đầu là công việc. Để có tủ lạnh nhà tôi có gì nhé. Vâng. Không có gì ngồi. Những đồ là quá khá như thế. Có tủ đông lắm. Ồ, tủ đông cũng khá nhiều đồ đấy. Bây giờ sau đợt này tôi sẽ kết thúc video đây. Phải làm 9 giờ mới kết thúc nha. Reset lại như này. Đây. Tụi mày khổ không? Tụi gì ra? Ủa mua anh cháy? Thế thì mua tự nhiên mua anh cháy? Cần ra không? Ủa mà ông muốn mua em mà luôn tụi bại cái nông? Đang nghĩ hè cái chân cái kia cô hơn cái kia. Mua que đã hay đường à? Đường. Cái ông láng à? À biết rồi. Biết yên à? Có phải ông láng dự mà thấy à? À biết rồi. Ừ. Được.
anh cũng biết rồi nè. Ừ. Đi cái nữa. Ừ, ngủ quá. Ừ, ngủ quá. Ừ. Nè, gì đó chứ. Gì cái quái hình này. Gì cháy. Gì quái hình này, quái phim này. Không có chạy mơ quay à. Gì vậy? Quay công việc. Ừ. Này. Ừ. Hát cái toát gì đó. Hát rỡ. Hát gì đó. Hát đẹp. Thằng cái chạy là thằng cái tranh thế đâu. Lấy mấy lần. Hai chục. Không hai chục. Không được à. Cứ quay tài ở đồ mới lấy hai chục. Không. Ở cầu cần có nấu cơm này hả cần ngủ nấu cơm đi ăn những gì mà về hơi sớm tưởng ăn cơm này không có cá hả cảnh tại có đi được qua cảnh làm việc mà tôi đi vô tôi coi quá thì gái không quan đẹp không có chị An ấn chị An gì nữa. Cây bón một đây cũng không thấy thấy mùi lắm. Ừ. Cây nó bón mấy cái năm rồi này. Bón nào mới nhỏ hơn đâu? Nào mới nhỏ. Why? Oh. Đây đêm chiều hôm qua kìa. Mua cái giường bao nhiêu? Có giọt nhỏ bao nhiêu giữ. À. Giọt của mình đó, bao nhiêu giữ. Giờ của hắn luôn mình mang can. Cái này giờ của hắn đó. Giờ của mình đẩy đi giật miệng giật tấu cái răng này. Mấy cái mua giờ cũ. Giờ cũ ra đó. À cái giải cái nạ mà. Còn cái nếp thần nó giúp cái này coi hơi con cái này. Có cái con này con hợp con bị nó chảy chứ. Nó giữ hả? Hắn giúp anh ta rồi. Còn con nó chảy chứ. À. Tin vô đây. Kêu đây cũng vô đây toàn làm cái gì cây ra nó lỡ thằng nào mày thấy mình dưới anh em kêu ấy tiếng mình dạ. À. Âm nó đoan tùm bậy giảm à à một cái à bà đoan đúng chứ ông để một cái sắt tường này nè.
Ông định một kéo sắt tường không? Ông kéo lùn nữa ra. Ông thấy một cái cá phía trong bị dưới còn một cái cá trồng trên thôi. Lật nhưng mà không ấy. Ông thấy cái trồng trước cái trồng sau đường mua lật lẹ cũng rứa thôi. Một cái sóc đường với một cái trang đúng không? Bố chạy làm việc đi chứ bố. Bố con chạy làm việc đi chứ tôi quay cảnh mà. Hả? Chúng mua có thuốc trộn gì? Tiếng gọi. Đây là em đưa điện thoại qua phim cho đây là mày đi đây này. Đưa vào linh mục cho con cá thấy. Nhất lắm à. Để mẹ mất cho tôi chở lên trụ mẹ. Không đỡ nó vậy đâu mà. Rồi nó vẫn đưa thuốc dũng đao cho này. Thuốc nhà mát mũ. Lên trộn mà đang đào lên trộn có tới sửa nhỏ mua cái lên trộn mới thuốc sang cái bốn thuốc nhà mát mũ nữa mà họ kêu họ coi một tiện nó hộ tiện đấy chứ đừng đào giống một bốn thuốc. Dùng mua thuốc trước chứ đâu có khốn đâu. Ngồi một chút nữa ngồi có lùm gì cho em. Từ quay ở vị trí em. Gọi được lùm này. Quay tên hè. Quay hả lùm việc á. Ai là lùm cháy à. Chúng mình có một cái thằng. Thôi. Mấy tiếng đồng hồ. Lâu lắm hả? Không. Ngồi một tháng cũng được.
ai mà nhờ mà nhận nâng tuồng nữa. Đớn mà các bạn. Cánh bờ có uống chưa? Chắc giờ ông đi Sài Gòn gì ông mua ta tiếp tục cuộc du hành đi đâu hề vậy đưa máy thầy. Không có thời gian. Bây giờ không chơi cả.
Đây là cặn cặn nhỏ chúng ta. Chào, dạ. Trời nắng này tôi cũng không biết quay cái gì. Cạnh cạnh việc tôi rửa chén
bây giờ là bằng hồi nãy là những khung lạnh tôi đã rửa trắng, và bây giờ tôi xài lại sách cũ của anh thôi. Về ngữ văn, về ngữ văn á, thì tôi sẽ có được là hạt giống ngữ văn 2 và đây là sách giáo khoa. Thì có đại số, có giải bài tập nào nào thì lịch sử, sân học, biết công nhân. Nếu mà về đại số hình học, có vẻ như tôi đã thiếu hình học.
đi thôi. Bây giờ ta sẽ đưa các bạn giờ đang đậu tiếng.
Giấy khai sinh em là bốn và em thêm nó còn không này đấy hết tiền cho em tuần qua cũng mẹ cũng rất lây cũng rất sự được nổi tiếng còn bị đốt ai quá sang
Hai mai được 6 phút. Vì lễ thứ hai đâu được 6 phút. 6 phút 19 giờ. Chị được bao nhiêu? Chị được